9 phe giờ bình thường thôi. Đấy, ui đấm phát chết luôn. Nhưng mà hình như lại bị Doom. Đấy, ui dồi ôi. Ảo rồi đấy. Mẹ nó combo ở kia. Combo Doom hết cả đội hình đấy kia thì chịu rồi. Cay thật. Chưa kịp làm gì. Ơ nhưng mà trông vẻ Tuka trông rất là trì nhá. Ui nhìn này. Anh em nhìn này. Ui dồi ôi, một mình nó đấm hết này. Được cái chứ nhở? Được cái chứ. Ui dồi ôi, đấm một phát trên luôn. Đấm phát trên luôn cây. Hay đấy. Hay đấy. Được. Anh em ơi, vẫn đã ăn được đấy. Ui ui, đấm một phát hồi máu một phần tư máu luôn. Càng đấy, 14.000 nam cho cái con Tuka anh em ạ. Khỏe đấy chứ. Ok. Để xem mày ăn nổi không. Ăn nổi không. Ăn nổi không. Ăn nổi không bạn ơi. Rồi Doom trúng vào máy bay. Ngon quá. Máy bay 2 sao bị Doom. Thế thì cậu đi. Thế thì cậu đi rồi. Ui rồi ui. Anh em nhìn đẩy kìa. Ơ nhưng mà bản sao. Mẹ đẩy 25 màu. Nhưng mà lại là bản sao anh em ạ. Thôi được rồi. Thế round này gặp bản chính. Bắn trưởng vào có khi phản đòn chết cơ anh em ạ. Vớ vẩn. Bắn trưởng vào lại phản đòn chết ý. Ui một lần nữa con máy bay lại bị Doom anh em ơi. Ảo thật sự. Thôi thế thì đi rồi. Thế thì bạn đi rồi bạn ơi. Nhìn kìa. Ui đẩy nhiều máu chưa. Lại 25 máu nữa rồi. Thế là xong. Tiến 9m đi. Đúng 25 máu luôn. Nhưng mà trận này không có ai chơi. À không. Tôi để tôi bắt con lại bởi lên lại. Ui ôi nó chuyển nhanh quá anh em ạ. Này khôn phết. Khôn phết đấy. Khôn phết đấy. Thấy tôi chuyển ra một cái là nó lé luôn. Con này vừa lên live sang bên kia. Ôi thôi chết mẹ. Bị dính tên rồi anh em ơi. Ôi tôi bị dính tên rồi. Giết con Doom đi không là bị Doom này. Ui. Được. Con Doom của nó chết rồi. Hay quá. Ôi tôi chết rồi anh em ơi. Tôi bị dính tên. Ơ nhưng mà làm sao. Làm sao. Bây giờ làm gì. làm gì. Ui giời. Ảo quá hai anh em ạ. Thực ra thì gây đam cũng không nhiều lắm nhỉ. Có 5.000 đam. Chả biết là nó có mạnh hay không anh em ạ. Thôi thì anh em cứ thử thôi nhá. Hôm nay làm giải trí cho anh em thôi. Rồi đổi cho Thánh Phong Tôm. Trông thì cũng có vẻ là Thánh Phong Tôm đấy. Nhưng mà không biết là thực chiến thì như nào. Thì anh em nếu mà anh em muốn anh em có thể là tự test nha anh em nhá. Xong anh em có gì anh em confirm lại ở tôi cũng được. Nhá. Ok, hello anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong clip về auto chat trên kênh Game Today. Đấy thì cũng vừa mới bị Covid xong anh em ạ. Cuối cùng thì tôi cũng đã quay trở lại ở đây. Tuy nhiên là cái giọng của tôi anh em thấy là đấy, nó rất là khác đúng không? Vẫn còn những cái di chứng sót lại sau 5 ngày Covid anh em ạ. Thực ra thì cái việc mà quay lại nó đã là mừng rồi. Đó đã là cả một cái sự cố gắng của tôi. 5 hôm trước ý, là tôi vẫn còn rất là khỏe mạnh, vẫn còn là bình thường. Đấy, sau đó tôi có thông báo với anh em là vợ tôi bị sốt và test thì ra Covid. Thế nên là tôi cũng xác định là tôi sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị Covid thôi. Đấy thì ngay ngày hôm sau là bởi vì là cái sự nghiệp coi như là làm YouTube của tôi, vợ tôi chấp nhận hy sinh, không muốn coi như là cái việc ra clip đều của tôi nó bị gián đoạn. Chính vì thế là vợ tôi có đề xuất tôi là cho vợ vào bệnh viện để coi như là cách ly ở trong bệnh viện. Thứ nhất là cũng về sự an toàn của bà bầu. Đấy, và trong bệnh viện thì các bác sĩ sẽ theo dõi được và các bác sĩ có những cái hướng điều trị dành riêng cho người đang mang thai. Đấy, để cho an toàn cho mẹ và bé. Thứ hai là cũng là vì công việc của chồng. Đấy, hy sinh vào trong bệnh viện để cho chồng ở nhà có thể có cái thời gian cũng như là cái việc là thoải mái để có thể làm được clip. Thì hôm đấy tôi có đưa vợ tôi vào trong bệnh viện ấy, thì tôi cũng ở chăm sóc một ngày. Thì tôi cũng không nghĩ là nó lại lây luôn đâu. Tôi cứ nghĩ là thì hôm đấy đi vào thì cũng khẩu trang các thứ rồi thì rửa tay, mình cũng giữ khoảng cách. Đấy nhưng mà đây nó là Covid mà anh em. Thực ra ấy, thì cái hôm đấy tôi đưa vào vợ vào bệnh viện ở trong người tôi thì nó đã có mầm bệnh rồi. Đấy thì hôm đấy về ngay cái buổi tối đấy, hôm đấy về thì là cũng là bị sốt, sau đó thì tôi test thì cũng ra Covid luôn. Đấy thế là thì tôi bảo thôi được rồi thì ở nhà thì mình bị Covid thì mình vẫn làm clip bình thường thôi, thì mình cũng chỉ là ở trong phòng cách ly thôi mà, có khác gì bình thường đâu. Đấy thì cứ ở trong phòng cách ly thời gian thì làm thôi, có thời gian thì làm clip, thậm chí là lúc đấy tôi còn nghĩ là tôi có thể một ngày tôi làm được 3 clip.
Đấy, nhưng mà nó lại không phải như thế anh em ạ. Cái vấn đề là cái lúc mà tôi bị sốt xong ấy là tôi ho rất nhiều, cái họng tôi là ho. Đây là anh em cảm giác cái giọng của tôi ấy nó cũng đã khác rồi đúng không? Thì hai hôm trước ấy thậm chí là nó còn mất giọng luôn. Nó còn không thể nói được cơ. Đấy, thế nên là tôi cũng đã thử nhưng mà tôi không thể làm được anh em ạ. Nên là anh em thông cảm nhá. Vì tôi biết và tôi đã từng chia sẻ với anh em là cái việc tôi ra clip ấy nó không phải là tôi làm việc vì đam mê. Đấy, mà đây tôi luôn là coi nó là một công việc của tôi. Đấy, chính vì thế nó là công việc nên là chúng ta không thể nghỉ quá lâu được. Đấy, nên là lúc nào tôi cũng, mấy hôm trước là tôi cũng cố gắng ấy, là tôi phải coi như là quay trở lại cái công việc là ra video sớm nhất có thể. Nhưng mà tôi không thể làm được. Đấy, bởi vì là cái công cụ làm việc của tôi là chính là cái giọng nói của tôi. Và cái giọng nói của tôi mà nó không nói được thì là tôi sẽ không thể làm được. Nó cũng giống như việc là các anh em là họa sĩ thì các anh em, nếu các anh em bị đau tay thì các anh em sẽ không thể vẽ được. Hay là nếu mà các anh em là một vận động viên thể thao chạy marathon, nếu các anh em bị đau chân thì các anh em cũng không thể làm được. Và nói đến đây thì cũng sẽ có các anh em sẽ nói là tôi cứ việc ra clip còn không phải nói gì cả. Thì tôi phải nói là anh em là không bao giờ nha anh em nhá. Đấy, bởi vì một người sáng tạo nội dung muốn truyền đạt đấy, đến cái nội dung mà tôi sáng tạo ra đến anh em thì chắc chắn là nó phải có nội dung và nội dung được truyền đạt qua lời nói. Đấy, nếu không có nội dung thì tôi sẽ không làm nha anh em nhá. Đấy, nó luôn là cái tôn chỉ ở trên cái kênh này. Mỗi một video ở trên kênh này ra nó đều có một cái nội dung và nó được lên kịch bản ngay từ đầu. Trong clip tôi nói cái gì, tôi chơi ra sao, tôi xây dựng đội hình nó như nào, tôi muốn truyền tải điều gì đến với anh em thì tất cả nó đều lên kế hoạch ngay từ đầu rồi anh em ạ. Chứ không phải là tôi thư giãn, tôi bật điện tử lên tôi chơi điện tử xong rồi tôi quay lại tôi up lên cho anh em thì không phải nhá anh em nhá. Đấy, nó có kế hoạch của nó. Kế hoạch trong công việc. Đấy, mà công việc ấy thì nó sẽ phải có giờ giấc, nó phải có tiến độ. Chứ không phải là thích thì làm mà không thích thì nghỉ. Đấy, hôm nay làm ngày mai nghỉ, không thể là làm như thế được. YouTube nó sẽ đánh giá cái người làm việc chăm chỉ. Đấy, và cái người mà lười. Cái người lười thì nó sẽ không có đề xuất cho mọi người xem, và những cái người làm chăm chỉ ấy, thì nó sẽ ra đề xuất rất là nhiều. Đấy, nó chính là cái thuật toán của YouTube mà bất cứ ai mà muốn làm YouTube là phải tuân theo. Nhưng mà cái điều mà tôi vừa nói ấy, nó chỉ là phụ thôi. Còn cái chính ấy, ở đây nó chính là tôi được cái sự ủng hộ của anh em về mặt vật chất. Đấy, anh em trả lương cho tôi. Tôi coi như là trả lương bằng cái việc là ủng hộ qua donate và ủng hộ qua đăng ký người ủng hộ trên kênh. Thì đó là cái hình thức trả lương cho tôi. Và tôi phải có trách nhiệm với những gì mà tôi đã được nhận từ 300 anh em nhá. Đấy, chính vì thế là tôi sẽ không nghỉ lâu đâu, anh em yên tâm là tôi sẽ không nghỉ lâu đâu. Tôi sẽ cố gắng tôi quay lại một cách sớm nhất có thể. Hai hôm trước là thực ra là tôi cũng có một cái status ở trên tab cộng đồng là tôi cũng định là hôm đấy là tôi làm clip đấy. Đấy, nhưng mà đấy hôm đấy rồi thế nào rồi nó lại coi như là không thể nào mà có thể làm clip được bởi vì nó ho quá nhiều anh em ạ. Chính vì thế là tôi thì tôi không thể làm mà để một cái chất lượng video mà nó toàn những cái tiếng khục khặc, nó làm cho anh em khó chịu ở trong video được. Nó là một cái cơ bản rồi, nó là một cái nguyên tắc cơ bản của một cái người ra clip ở trên YouTube rồi. Đấy, đấy là nó phải có thể là mặc dù là giọng mình nó không được hay nhưng mà nó sẽ phải là dễ nghe. Chứ nó không thể là lúc nào nó cũng ho vào trong cái mic để cho anh em nghe những cái tiếng ho được. Chính vì thế là tôi quyết định là để khi làm một cái giọng của tôi ấy, cái họng của tôi ấy nó không ho nữa, nó đỡ đi. Đấy, và cái giọng của tôi nó cũng dần trở lại cái trạng thái bình thường thì tôi mới ra clip. Thì hôm nay thì tôi cũng cố gắng để tôi có thể là ra được clip anh em nhá. Đấy, cũng rất là cố gắng. Mặc dù là cái giọng anh em cũng có thể thấy là nó cũng hơi khác và nó chưa được coi như là giống như mọi ngày, thì anh em thông cảm nhá. Và đầu clip thì tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Quốc Thịnh và anh em An Calet đã trở thành hội viên mới ở trên kênh. Đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Đức Huy Trần, anh em Bùi Đình Tuyển, anh em Bình Trần và anh em Trung Phạm đã tiếp tục gia hạn gói hội viên để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và bây giờ tôi xin được giới thiệu cái nội dung của cái clip ngày hôm nay. Anh em thấy ở cái đoạn đầu clip không? Anh em thấy đoạn đầu clip đó chính là cái clip ngày hôm trước. Đó là cái clip ra vào cái thời điểm trước khi tôi bị Covid. Tôi làm clip có nội dung dồn toàn bộ đồ cho con Tutka để xem là cái con Tutka này nó mạnh đến cỡ như thế nào. Đấy, thì Tutka sau khi có full đồ thì đúng là thánh phòng thật, đấm một phát chết luôn. Đấy, anh em có thể xem cái đoạn đầu clip, anh em cũng có thể thấy khá là mạnh. Khi mà chúng ta dồn
toàn bộ những cái món đồ đam cho con Tutka để tối ưu hóa cái sức mạnh ở cái skill của con Tutka. Đấy thì Tutka thể hiện khá khỏe. Mỗi lần tung trưởng đấy là coi như là một mạng là ra đi. Tuy nhiên là cái video trước ấy, tôi cảm giác là nó chưa được thỏa mãn. Phải không anh em? Đấy, tôi cũng nghĩ là sẽ có rất nhiều anh em ở đây là cũng đồng tình với tôi. Đấy, sẽ có đồng tình với tôi về cái việc là video trước là hoàn toàn là nó chưa có thỏa mãn được. Tôi và khá nhiều anh em ở đây xem kênh sẽ có những cái kỳ vọng về một cái con Tutka mà nó sẽ thỏa mãn được chúng ta hơn, sẽ thể hiện được nhiều hơn cái sức mạnh đặc biệt của nó. Đấy mà tôi nghĩ là chỉ có tôi thôi, chính tôi sẽ làm cái việc này. Chứ còn tôi nghĩ là nếu mà tôi không làm cái việc này thì chắc là cũng chả ai làm hết. Đấy, chả có ai đi dồn đồ cho con Tutka làm cái gì cả. Thì hôm nay tôi sẽ làm lại anh em nhé. Đấy, cái thứ nhất là để coi như là chứng minh cho anh em thấy là cái con Tutka này nó khá là mạnh. Cái thứ hai, đấy chính đương nhiên rồi, nó chính là cái việc là sâu khả năng, kỹ năng chơi điện tử của tôi. Nha anh em nhá. Ôi, bây giờ mình cười mình cũng không cười cho nó thoải mái được. Cười mà nó cứ bị rắt rắt ở trong họng anh em ạ, cay thật đấy. Anh em, tôi nghĩ là anh em đừng có nghĩ là tôi bị ốm, tôi làm content, tôi làm video clip cho anh em xem nhá. Anh em cứ nghĩ là cái người mà đang làm video clip cho anh em ấy là cũng là Tuấn Cơm, tuy nhiên là ở một cái thế giới khác anh em nhá. Ở vũ trụ song song anh em nhá. Một vũ trụ mà ở đấy cái giọng của Tuấn Cơm nó rất khác, nó sẽ khiến cho nhiều anh em cảm thấy hơi ức chế một tí. Nhưng mà nói thế thôi chứ còn trước đây thì cũng có rất nhiều anh em ức chế cái giọng cũ của tôi mà. Biết đâu đấy lại, mặc dù là chuyển sang cái giọng này thì có một vài anh em thấy ức chế, nhưng mà những cái ông ngày trước thấy ức chế thì lại thấy hay. Ừ nhở, sao tôi lại không nghĩ ra cái chuyện này nhở. Cũng được, thế này lại có thêm fan đấy, thế này có thêm fan đấy, thế này có thêm fan đấy anh em ạ. Đấy, bởi vì là tôi biết, ý, các ông ấy mà ngày trước thấy cái giọng tôi nó bình thường ấy thì bây giờ xem giọng tôi nó có không hay ấy thì vẫn xem thôi, bởi vì là quen rồi. Quen rồi, nhiều khi là xem lúc đầu là vì giọng nhưng mà sau này là vì nội dung. Đấy, còn bây giờ lại thu hút thêm những cái người mới là vì cái giọng mới của tôi thì sẽ thu hút được thêm những cái người mới. Hợp lý đúng không anh em? Hợp lý. Trận này thì Tutka vẫn một sao anh em ạ. Toàn một sao. Đấy, ở đây là tôi đang có là ở đây là 3 cặp, vẫn chưa lên được 2 sao. Hôm nay thì chắc chắn là tôi sẽ làm lại cái content dồn đồ cho con Tutka anh em nhá. Đấy, như ở cái trong cái trận trước ấy, con Tutka nó chưa được thể hiện quá nhiều cái sức mạnh của nó. Đấy, bởi vì cái trận đấu nó kết thúc quá nhanh. Cũng như là cái việc là chơi cái bộ Feather thường là hay bị doom, thường là hay bị tên nó bắn vào trúng người đứng im. Đấy, chính vì thế nên là hôm nay nha anh em nhá, trong cái buổi ngày hôm nay tôi sẽ thực hiện lại, tôi sẽ chơi cái con Tutka và tôi sẽ dồn đồ cho nó, làm một cái video clip mà nó rõ ràng hơn, nó thể hiện được cái sức mạnh của cái con Tutka này. Một video clip duy nhất để có thể thể hiện được cái thỏa mãn của tất cả mọi người, tất cả anh em ở trên kênh nhá anh em nhá. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Thôi tôi bán con Grand đi. Con Grand này chưa cần lắm anh em ạ. Thực ra thì lấy tiền, bây giờ tích tiền lên 50 tiền đã ở tính. Ở giai đoạn đầu này thì tôi cần phải có cái lượng tiền để tôi roll cái con 1 sao. Tôi roll sớm anh em ạ. Tôi roll con 1 tiền lên 3 sao. Đấy, bởi vì chúng ta đang chơi là bằng co 1 đô. Đấy, mà co 1 đô là chắc chắn nó phải lên 3 sao mới chơi được rồi. Chứ không thể nào mà chơi Tutka nhưng mà lại chỉ chơi có 2 sao thôi thì yếu lắm. Không được anh em ạ. Nên bắt buộc phải chơi roll. Mà roll là phải roll ở level thấp. Đấy. Đây rồi. Ách lên được 2. Sói lên được 2, Tutka lên được 2 nữa thì ngon. Hai thằng Clyde cơ. Feather, Beat, Clyde, Goblin. Khá nhiều lineup khác nhau. Trận này thì thực ra nếu mà chơi 9 Warrior thì cũng chả sợ bộ nào cả. Nhưng mà cái vấn đề là video clip trước là tôi chơi 9 Warrior rồi, nên là có thể là trong video clip này tôi không chơi nữa. Đấy, tôi sẽ chơi con Tutka này trong một cái đội hình khác nha anh em nhá. Đấy, chứ còn hai clip 9 Warrior dồn đồ cho Tutka này nó không hay. Ok, nên là hôm nay chơi đội hình khác, còn xem chơi với cái đội hình gì thì phải từ từ đợi chút để tính toán xem như nào. Nhưng mà nếu mà về cơ bản, nếu mà thường ấy, bình thường nhá,
thì cái con Tutka này nó sẽ ở trong cái hệ Warrior và là cái tộc là tộc Beat. Đấy, nếu mà kết hợp cái con này ở trong cái bộ Warrior Beat, tức là 6 Warrior kết hợp với 6 Beat là đánh ở level 10 ấy, thì là nó cũng rất là mạnh. Đấy, rất mạnh ấy nhá. Bởi vì làm sao con này này, nó trong cái bộ 6 Beat là nó cái đam của nó là cực kỳ to luôn, để một cái cú vào phồng tôm thì nó sẽ rất mạnh. Đấy, nó chỉ không có được cái phản đam thôi, không có phản đam của 9 Warrior thôi, nhưng bù lại nhá, cái giáp của lượng giáp của nó rất to đấy. Lượng giáp của nó là phải rơi vào tầm khoảng hơn 20 giáp. Đấy, hơn 20 giáp là bao gồm là 18 giáp cộng thêm của bộ Warrior, rồi thì là chúng ta có thêm cái lượng giáp đến từ đồ nữa. Đấy, nên là cái việc mà cái bọn này nó cực kỳ trâu. Đấy, ngoài ra thì nó còn có đam nữa, đến từ 6 con Beat nữa. Đấy, nên là tôi chuyện này không chơi 9 War, mà tôi sẽ bỏ qua con Berserker luôn nha anh em nhá. Berserker nó sẽ không có trong đội hình đấy. Đấy, bây giờ lên 7, lên 7 cho con 2 sao này vào, được không? Chứ có 2 sao mà để ở ngoài nó buồn cười lắm anh em ạ. Lên 7 luôn, mặc dù là không cần thiết lắm đâu, nhưng mà thôi cứ lên 7. Đấy, sau tôi dồn đồ vào cho cái con này, dồn đồ vào cho con Lava Shaman. Đấy, con Lava Shaman này thì nó là 2 sao, nên là đam tạm thời thì bây giờ nó đang là gọi là to nhất, là tôi sẽ dồn đồ cho con này. Đấy, bao giờ mà Tutka lên được 2 sao thì lại dồn đồ cho Tutka. Đấy, hoặc là bao giờ mà con Aquaman lên được 2 sao thì tôi sẽ dồn đồ cho Aquaman. Ok, đứng ở trong góc này. Trời ơi, bắn trưởng chả dính con nào kia, chán thật. Khỏe chứ? Rồi, từ từ đấy anh em ạ, từ từ. Bây giờ ra con gấu với con cáo sớm ấy thì chốt là chơi Warrior Beat. Còn nếu mà giả sử như mà không ra được, không ra được thì chúng ta có thể chơi gì? Vẫn còn đội hình. Ở đây có Lava Shaman rồi đúng không? Chúng ta có thể chơi 6 đỏ kết hợp với cả 6 Warrior. Đấy, thì nó lại thiên về là gì? Thiên về là trâu hơn, trâu chó hơn. Đấy, máu to, giáp to, nhưng mà bù lại thì đam lại bé. Tuy nhiên là vẫn có một cái hay. Đấy, sẽ có anh em biết và sẽ có anh em chưa biết. Thì ở trong cái bộ 6 đỏ kết hợp với 6 Warrior là có một cái hay, đấy chính là nó phô diễn được cái sức mạnh của cái con tướng của anh em. Nếu mà anh em cho nó đứng ở trong cái bộ gót, đấy, gót đỏ là có thể chơi được. Nếu mà chơi 6 Warrior kết hợp với cả 6 đỏ là chúng ta có thể kẹp gót vào, rất là ok anh em nhá. À, tôi sẽ có thể là tính được cái con đường là chơi chơi Warrior kết hợp với 6 đỏ đấy, cũng ok, chơi được. Đấy, mạnh ấy chứ. Lava Shaman gây đam cũng khá nhiều. Được. Ủa, gấu này. Chơi không nhỉ? Tự nhiên là tôi lại có cái ý tưởng là tôi lại chơi 6 Warrior 6 đỏ anh em ạ. Đấy, chính vì thế là tôi lại thích cái ý tưởng này hơn. Bởi vì khi mà mình kẹp gót vào ấy, là con Tutka này nó sẽ tung cái cú phồng tôm liên tục đấy anh em này. Đấy, mà nó sẽ thể hiện được nhiều hơn là nếu mà chúng ta kẹp vào cái bộ 6 Warrior 6 Beat. 6 Warrior 6 Beat ấy thì con này đấm nó không được bao nhiêu ở trong một round. Nhưng mà nếu mà người ta chuyển sang cái bộ 6 Warrior 6 đỏ ấy, thì cái thời gian ở trong một cái round đầu nó sẽ dài hơn. Đấy, thứ nhất là nó sẽ dài cái thời gian ở trong một round hơn, thì cái con Tutka này nó sẽ được thể hiện nhiều hơn là chắc chắn rồi. Và cái thứ hai ý, là cái con Tutka này khi mà nó ở trong cái bộ gót ấy thì nó sẽ được tung trưởng nhiều hơn, thì cũng đồng thời cũng dẫn đến cái việc là nó sẽ được thể hiện nhiều hơn. Đấy, tung trưởng nhiều hơn mà. Thế tôi nghĩ là nếu mà không có gì thay đổi thì có thể là chúng ta chơi gót đỏ nha anh em nhá. Gót đỏ kẹp Tutka đi. Tutka là một con lên bộ gót đỏ đi, để xem là cái cỡ mạnh đến cỡ như nào nhá anh em nhá. Rồi, nó sẽ thể hiện được rất nhiều trong cái bộ đấy. Tôi thường là tôi hay test sức mạnh của tướng một tiền là tôi toàn kẹp vào cái bộ gót đỏ. Bởi vì là ở trong cái bộ đấy thì đúng là một mình cái con đấy nó là nhân vật chính luôn. Nó tách biệt hẳn với cả cái đội hình. Đấy, thì chúng ta sẽ biết được cái sức mạnh thật sự của nó. Rồi. Rồi, từ từ đã anh em. Bây giờ cứ 50 tiền rồi tính. Chứ còn không vội nha anh em nhá. Bộ này là phải roll ở level thấp mà. Level 7 là phải chơi rồi, chơi ở level 7 rồi anh em ạ. Không lên 8. Chúng ta chơi 1 tiền ở level 7 thôi. Đấy, nên là vừa lấy, nếu mà tôi mua con gấu ấy thì thực ra là anh em cũng biết là nếu mà tôi chơi ở level 7 thì kẹp gấu vào thì nó cũng không thêm được một bit.
nó vẫn chỉ là 2 bit thôi, nó không lên được 4 bit đâu. Muốn chơi 4 bit là phải chơi level 8 cơ. Thế nên thôi anh em ạ, thôi mua vào thì nó cũng thế thôi. Đấy nên là thôi, có con Lava Shaman rồi thì chơi luôn 2 sao anh em ạ. Rồi, trận này rất nhiều like nhá. Tôi thấy nhận thấy là trận này có phe giờ, có like, có cờ like, có phe giờ. Đấy, mà có cờ like, có phe giờ và có cả beat nữa. Cái bọn beat phải nói là sợ nhất là cái bọn beat dạo lên game. Nếu mà chơi gót đỏ, chơi gót đỏ thì sợ nhất là beat luôn đấy. Bọn beat được counter gót đỏ. Còn cái bọn cờ like thì thực ra đam của bọn cờ like nó không nhiều lắm. Bọn cờ like không nhiều. Có thể gọi là củ nhây, câu kéo thời gian ở trong một round chơi được, vẫn chơi được. Sợ nhất đấy anh em cũng biết đấy là chính là cái bọn beat đang có chuỗi luôn anh em ạ, dã man không. Rồi dồn đồ cho Tuka đó. Đấy, chúng ta dồn luôn cái thời điểm này cho anh em thấy sức mạnh của nó luôn. Đấy. À còn một cái nữa, còn một cái nữa mà nó gián tiếp nó dẫn tới cái nguyên nhân mà hôm nay tôi phải làm cái clip này. Anh em biết là gì không? Hôm trước có một bạn hỏi tôi sau khi mà tôi ra cái clip dồn đồ cho Tuka ấy, để chứng minh cái sức mạnh của Tuka, thì có một bạn hỏi tôi là như này. Bạn hỏi tôi là cái con Tuka này nó có combo với cả quẹt mực không? Nếu mà tôi kẹp Grim vào thì sau khi Grim ấy nó quẹt mực ấy, thì cái con Tuka này nó đấm vào cái con bị quẹt ấy, thì tất cả đội hình liệu rằng có bị đấm hết lên trời không? Thì tôi không biết, phải nói là tôi không biết. Ngày trước thì không, bây giờ thì không biết. Nên là bây giờ tôi chính vì cái đấy đấy nên là tôi mới phải ra cái clip này để tôi test lại. Đấy, có tâm không? Rất có tâm. YouTuber làm về auto chat có tâm nhất luôn. Đấy. Tôi phải tự nhận là có tâm nhá. Không thể nói là không có tâm được. Đây rồi, hay quá. Anh em hỏi một cái là tôi thậm chí là tôi không biết, tôi không dám trả lời. Tôi chỉ nói là ngày trước ấy thì nó không được. Đấy, còn bây giờ thì chưa biết. Thế thôi. Đấy, còn để muốn biết hay không thì là phải test. Đấy, thì hôm trước tôi có nói với cả anh em là anh em chơi thử đi, anh em test thử đi. Nhưng mà rồi tôi lại thấy áy láy, tôi lại phải là test. Tôi lại phải tự chính tay tôi test. Bởi vì tôi no cho cái việc là anh em chơi xong anh em bị tụt rank. Đấy, anh em thấy có tâm chưa? Rất có tâm nhá. Tôi phải nói thật với anh em là có tâm nhất luôn ấy. Không có ai có tâm bằng tôi đâu. Ở những cái kênh khác ấy, có khi anh em hỏi người ta trả lời luôn. Mà trả lời sai người ta cũng trả lời cơ. Đấy, có khi người ta đeo biết người ta cũng trả lời. Như tôi là tôi không chắc chắn là tôi cứ phải test cho nó chắc chắn, chứng minh anh em thấy là nó có được hay không. Anh em thấy không? Đấy, chứ tôi mặc dù là có thể là kinh nghiệm trò này là tôi phải nói thật là bây giờ là nó bước sang năm thứ 5 rồi đấy. Từ năm 2, cuối năm 2018. Đấy, thì bây giờ là anh em thấy là bây giờ là bước sang là chuẩn bị là hết năm 2022 rồi. Đấy, tức là gần hết 4 năm rồi. Chuẩn bị bước sang năm thứ 5. Mình có vẻ mình làm tròn hơi mình làm tròn hơi nhiều nhỉ. Thôi được rồi, 4 năm đấy. Gần hết 4 năm rồi. Mà anh em thấy không? Là tôi vẫn còn chưa chắc chắn về cái lý thuyết ở trong con game này, tôi vẫn phải là coi như test lại để cho anh em biết chắc chắn. Như thế tôi mới yên tâm được. Cũng như là như thế là mới xứng đáng với cái danh hiệu siêu cấp vô địch vũ trụ của kênh này. Anh em nhá. Thế là thôi được rồi. Test cho anh em xem kẹp Grim luôn nhá. Ok. Ở level 8 chúng ta sẽ kẹp được Grim vào. Nhưng mà tôi chưa lên 8 vội đâu. Bao giờ ấy mà cái con Tuka nó lên 3 sao thì tôi mới lên 8. Còn chắc chắn là tôi sẽ dừng ở 7 và tôi sẽ roll lên 3 sao đấy anh em ạ. Không lên 8 đâu. Lên 8 khó roll lắm. Ui thằng này có bay màu luôn không? Không không, vẫn còn 13 máu. Roll nha anh em nhá. Roll không? Roll level 7 đấy anh em ạ. Đây rồi. Hơi đèn đấy, bây giờ mới lên được 2 sao. Đây rồi, Grim này. À quên, Grand Herat này. Thực ra là ngay từ level này là tôi có thể là kẹp gót được vào luôn rồi. Tí nữa là bỏ cái gì, bỏ con sói. Grim thì sẽ quẹt, nó sẽ quẹt mực, nó sẽ combo được với con Doom, combo được với cả con Aquaman. Tuy nhiên là chúng ta sẽ chỉ được chọn 5 con Warrior thôi. 5 con Warrior ở trong bộ đỏ này chắc chắn là sẽ có 2 con. Đấy là con Swordman là một, con thứ hai con Axe
là con thứ hai. Con thứ ba chắc chắn có ở trong cái bộ Warrior đó chính là con Tuka. Con thứ tư chắc chắn phải có là con God of War rồi. Vậy là chỉ còn có Aquaman hoặc là Doom thôi. Thì tôi chỉ được chọn một trong hai. Đấy, thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn Aquaman để nó phát huy sức mạnh tấn công của cái con Tuka, quẹt mực sau đó trừ giáp, sau đó thì là đấm hất lên thì nó sẽ rất mạnh. Đấy, còn Doom thì thực ra chỉ để khóa chiêu thôi, thì nó nếu mà nó để nó hỗ trợ cho con Tuka thì không hỗ trợ được nhiều. Đấy, nên gọi là cái bộ đôi song sát mà tôi thường hay nói với anh em ấy, đó chính là con Tuka và con Aquaman ấy, là một cặp luôn ấy. Đá cặp với nhau thành một cặp song sát, khung thành chi luyến, song kiếm hợp bích à. Đó. Ok, chúng ta tiếp tục roll thôi. Roll ở level thấp anh em nhé. Cứ bao giờ Tuka lên được 3 sao rồi thì up cấp. Đây rồi, hai con nữa. Rồi, bán con này đi. Ủa đây rồi, một con nữa thôi anh em ơi. Lava Shaman à? Lóc lại không? Thực ra thì cũng chả cần. Tôi nuôi thì tôi cũng có thể nuôi được con Lava Shaman đấy. Nhưng mà tầm này thì nếu như thế thì bị phí mất một cái gọi là lần gọi là free roll ở đầu round. Bởi vì cái thời điểm hiện tại vẫn chưa đến cái thời điểm mà chúng ta cần cái con Lava Shaman nó phải lên 3 sao. Thôi. Rồi roll thôi. Ui đây rồi anh em ơi. Hay quá. Được rồi anh em ơi. Đấy rồi. Đấy. Bây giờ lên 8 là kẹp được 4 đỏ này, kết hợp với cả 6 warrior 4 đỏ. Ok, 2 gót. Rồi. Đấy, xong lên 9 lên 10 thì là sẽ là 6 warrior kết hợp với 6 đỏ, 2 gót. Hợp lý không? Quá hợp lý. Đúng kịch bản ở đấy. Ok. Thôi bây giờ thì giữ tiền lên dần lên 9 lên 10 thôi. Tầm này chắc là Tuka vẫn chưa phải là gọi là mạnh lắm đâu. Đấy, bởi vì là vẫn đang chưa form đủ bài, chưa đủ đội hình. Và có một cái lửa đấy chính là chưa đủ đồ. Nhưng mà tí lửa thì nó sẽ mạnh. Đó, khoảng round 30 trở đi, hai món một đồ cam ấy thì bắt đầu mạnh. Đây rồi. Đây nhá anh em nhá, quẹt mực này. Quẹt mực đi, quẹt mực đi. Đây nhá, chúng ta test cái quẹt mực ở cái đoạn này được này. Để xem nào quẹt mực quẹt được rồi nhá. Quẹt không có anh em ơi. Không được anh em ạ. Không được. Tức là quẹt mực ấy là nó sẽ không có tác dụng. Anh em ạ, không có tác dụng nhá anh em nhá. Con Tuka này đấm nó sẽ không có tác dụng với cái quẹt mực đâu. Bây giờ là cần gì, là cần con heo. Bây giờ cần ra con heo để cho vào giữ máu đó. Lên 9 nó có thể vứt heo vào giữ máu được. Bây giờ nếu mà tôi lên 9 ấy thì tôi kẹp được thêm Shaman nữa. Nếu mà chơi Storm Shaman này là có thể là kẹp Shaman nữa này. Đã được này. Đấy. Nhưng mà nếu mà trận đấu này mà giả sử như mà chúng ta không chơi con heo thì sao? Bởi vì là thực ra ấy, nếu mà chúng ta chơi Storm Shaman mà kết hợp với cả Lava Shaman là chúng ta có một cái hack đầu game có trị giá là 6 giây. Đấy. Mà nó thường là nó hay hack vào con co của địch, là một cái khống chế rất mạnh. Thường thì nếu mà chơi cốt đỏ sẽ bỏ đi cái con Swordman ấy. Anh em ạ, bỏ Swordman rồi chơi Lava Shaman kẹp với cả Storm Shaman và kẹp với cả heo. Tuy nhiên là ở trong trận đấu này thì không thể bỏ được Swordman. Bởi vì nếu mà bỏ Swordman thì chúng ta mất cái bộ Warrior, 6 Warrior thì không được. Đấy, đấm bọn F vẫn ngon này. Nên nhớ là cái trưởng của con Tuka này, skill của Tuka là nó đấm nó xuyên F nha anh em nhá. Đấm là xuyên F, đã tung trưởng rồi ấy. Đã tung trưởng ấy là chắc chắn là đấm trúng. Đấy, không thể đấm trượt. Hay quá, cắt chuỗi được luôn anh em ạ, có tiền. Cái con Tuka này mạnh lắm. Nếu mà anh em không biết thì tôi xin chia sẻ với anh em những cái điều đặc biệt mạnh nhất của cái con Tuka này. Mà không có bất cứ một cái con bài nào ở trong cái bộ bài này nó có thể mạnh như cái con này.
Đấy, thì tôi xin chia sẻ một vài những cái điểm đặc biệt nhất của con này. Cái điểm đặc biệt nhất ấy của con Tutka này, nó chính là cái skill của nó là nó gắn liền với cả cái sức mạnh tấn công. Tức là nếu mà tấn công của anh em càng mạnh thì cái sức mạnh ra đòn của skill nó càng mạnh. Nếu anh em dồn toàn đồ đam cho con này thì với mỗi một cái cú tung trưởng nó sẽ được nhân 6 lần lên nha anh em nhá. 6 lần với cái sức mạnh tấn công của nó. Tôi lấy ví dụ như là đam của nó là 500 thì tức là cái cú đấm của nó sẽ có cái sức mạnh nó là 6 nhân với cả 500. Có nghĩa là nó sẽ là 3000 đam nha anh em nhá, gây ra. Và nếu mà cái con tướng địch ấy mà nó là không giáp, tôi lấy ví dụ như là cái con gấu bố 4 tiền trong cái bộ ít chẳng hạn, nó là cái con không giáp, tức là một cái cú đấm này nó sẽ là gây 3000 đam cho con gấu bố luôn. Với một cái con gấu bố 3 sao không có đồ, không có giáp thì chỉ một phát là gấu bố đầy máu cũng chết luôn anh em nhá. Đấy, tôi chỉ lấy ví dụ cơ bản nó là như thế thôi. Đấy là ví dụ cơ bản về cái việc là đối thủ không giáp và một cú đấm lên thì gây ra 3000 đam. Đấy. Thế còn đối với cả trong cái trận đấu này, với một cái sự hỗ trợ đối tượng răng có kết hợp với cả trừ giáp đến từ vị trí của con Aquaman, với cái số lượng là trừ tới 45 giáp ở level 3 sao, thì cái con Tutka này tôi phải nói thật với anh em là đấm một phát ấy thì nó không phải là chỉ là có 3000 máu thôi đâu anh em ạ. Với những cái con không giáp mà nó bị trừ đi âm giáp ấy, nó bị trừ chỉ rơi vào tầm khoảng âm 10 giáp thôi, thì là nó sẽ là 6000 đam chứ nó không còn là 3000 đam nữa đâu anh em ạ. Đấy, anh em cứ để ý mà xem, tí nữa rồi sẽ có quả, nó sẽ là như thế. Ấy, anh em thấy không? Đấm một phát. Đấy, khỏe lắm anh em ạ. Cái cú đấm của nó kết liễu đối thủ rất nhanh. Có đồ cam này, đồ gì đây? Ừ, giáp phản được. Mặc dù tôi vẫn thích cái chiến thánh hơn. Chiến thánh ấy trước. Nhưng mà thôi được không? Để giáp phản cũng được. Châu tí đã. Tất cả mạnh lắm, nếu mà combo đẹp quẹt mực sau đó thì trừ giáp, sau đó là cái con Tutka này nó sẽ thực hiện skill đấm từng con một luôn. Với những cái con càng ít giáp thì cái con Tutka này nó đấm cũng càng khỏe. Đấy, mà bây giờ chúng ta kẹp gót vào rồi thì là cái cooldown của nó ấy, nó chỉ còn có khoảng 4 giây thôi đến 3 giây, hơn 3 giây một chút thôi là có thể tung được một lần trưởng, thì nó rất là khỏe. Mặc dù là cũng là hơi tiếc bởi vì đây là một cái đam, nó gọi là skill đam đơn mục tiêu nhưng mà lại không kết hợp được với cả Grim. Nhưng mà không sao cả, nó vẫn rất khỏe anh em ạ. Ui thằng chỉ bit này. Được không? 6 bit nhá anh em nhá. 6 bit kẹp với cây à. Ui anh em nhìn kiểu ui rồi ôi, đấm một phát cây bay màu luôn. Trừ giáp nhá. Đây trừ giáp này anh em này. Trừ giáp để xem gấu bố chịu được bao phát. Khỏe quá anh em ơi. Chú ơi khỏe quá. Combo giữa Grim và trừ giáp là con này nó đấm là gần như là một phát là chết luôn á. Đấy, kinh chưa? Căng không? Anh em thấy căng không? 6 bit đấy nhá. Gặp 6 bit không sợ luôn. Mà đây rõ ràng là gót đỏ nha anh em nhá. Nhưng mà gót đỏ mà kẹp với cả Warrior thì nó khác anh em ạ. Gót đỏ kẹp với Warrior. Đấy, Warrior là máu trâu nhưng mà lại giáp to nữa. Nên là cái bộ này nó không sợ beat. Ok, vậy là không sợ beat. Điều tôi lo lắng là, thực ra là tôi lo lắng quá thôi. Tôi chưa, bây giờ tôi thấy là cái bộ này nó đeo sợ luôn. Rồi để xem tiếp theo nó sẽ như thế nào đây. Chưa gặp thằng Trung Quốc. Thằng Trung Quốc chơi 9 Warrior. Để xem nhá, xem nào cái bộ này nó đánh được 9 Warrior không anh em nhá. Tôi nghĩ thì cũng bình thường thôi. Bộ này thì thực ra thì sợ gì chín qua đâu, trừ giáp một phát là coi như là khóc ngay mà. Dồn đồ cho Berserker một sao á, vãi đái thật. Combo đẹp trừ giáp một phát là tất cả đều méo luôn, méo bột luôn, không nói nhiều. Quẹt mực đi, hay quá. Rồi trừ giáp quá đẹp luôn anh em ơi. Ui dồi. Bọn Warrior này bị trừ giáp là hết mà. Trừ tới 30 giáp cơ mà anh em. Ở level 2 sao của con Aquaman là trừ tới tất 30 giáp. Cái bọn Warrior này cộng thì có 20 mấy giáp thôi mà. Trừ là hết giáp luôn, là cái giáp bằng 0 đấy. Căng không? Đấm nó 9 Warrior như con luôn. Tôi cũng chỉ đánh ở level 9 thôi, chưa lên 10 đâu. Khỏe quá anh em ạ. Rồi, luôn tiếp.
Mấy con Warrior thì cho hết lên 3 sao anh em nhá. Bởi vì nó kẹp được hai bộ mà. Warrior với cả đỏ thì Warrior là có giáp. Đấy, nó vừa có giáp nó vừa máu to nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ roll nốt con Aquaman lên 3 sao rồi lên 10. Trừ khi là bây giờ ra được một con, nếu mà bây giờ ra được thêm một con đỏ nữa đi. Hơi đen nhỉ anh em nhỉ? Từ nãy giờ vẫn ở đứng ở level 9 roll nhưng mà vẫn chưa thấy ra con heo hay là con Omen gì cả. Đen quá nhỉ. Giờ ra con heo khi là dí nó phát là cho lên 10 luôn, chơi 6 đỏ luôn. Đấy, 6 đỏ là máu là cực kỳ trâu. Đó. Bây giờ đấm với thằng 9 Warrior rồi này. Còn thằng Clyde đúng không? Clyde chưa thử. Còn Clyde là vẫn chưa thử. Feather là đấm được. Beat là đấm được. Vậy là đấm được hết rồi. Đúng không? Chỉ còn Clyde thôi. Thì có hai thằng Clyde thì bây giờ thằng nào qua thì cũng test được luôn. Đây này. Rồi. Có ca lông à? Ăn được không? Khỏe lắm anh em ơi. Ui, nhìn kìa. Một nhấc tay là coi như là một mạng người nằm xuống. Nhất thủ định mạng à? Ôi, nhất thủ định mạng đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mặc dù là chưa làm đâu nhưng mà sau khi nhấc rơi xuống thì cũng sắp gần như là sắp mặt. Gần như là sẽ làm. Ok. Đốn tiếp thôi anh em ạ. Trứng này, rớt thì không có slot nha anh em nhá. Không chơi rớt. Luôn từ nãy giờ vẫn đéo ra, cay thật. Không ghép chiến thành nữa nha anh em nhá, để đấy để dành. Tí nữa tôi ghép cái gậy tà ác. Gậy tà ác chơi được. Anh em nhìn kìa. Đội hình mạnh ấy chứ, đúng không? Anh em công nhận với tôi không? Mạnh không? Mạnh đấy. Anh em có thể thấy là ở bây giờ hiện tại tôi vẫn còn đang còn 64 màu. Mấy cái thằng kia anh em nhìn nó sắp chết đến nơi kìa. Mà tôi còn, trong cái bộ này tôi còn chưa có kẹp con giữ máu vào đâu nhá. À tôi nhớ rồi, trong trận đấu này tôi thua một thằng nữa. Đấy chính là cái thằng gót đỏ. Gót đỏ kẹp với cả Water Spirit. Đây rồi. Anh em ơi, đây rồi, 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 đây rồi. Ăn nổi thằng này không? Ăn nổi thằng này không? Đây nhá anh em nhá, nó đủ bộ 6 đỏ đấy. Có Bad Omen rồi nhá. Có Bad Omen heo đoàng hoàng nhá. Ăn nổi không? Anh em ơi, ủa anh em ơi. Ui anh em ơi. Được không? Tôi hơi đen ở round này, tôi toàn đứng vào mấy cái lỗ thôi. Toàn bị đứng vào mấy cái lỗ để cho nó bị rút máu thôi. Ui, vẫn không ăn được thằng này. Đấy là round này là bị đứng vào mấy cái chỗ bị rút máu thôi anh em ạ. Cứ đợi đấy, tôi thấy là vẫn cân kèo lắm. Với cả căn bản là tôi đã đủ 6 đỏ đâu. Tôi chưa đủ 6 đỏ anh em ạ. Trứng này. Rồi đập trứng cho Aquaman thôi. Chưa đủ 6 đỏ nữa. Cứ đợi đấy. Để đến khi mà chúng ta đủ 6 đỏ chúng ta gặp lại nhau nhá. Để xem là ai mới ăn ai. Một đô liệu rằng có thể ăn được 2 đô không đấy. Lên đi, lên 3 sao đi. Water Spirit lên 3 sao đi. Để xem là chứng minh ra là Tutka. Tutka này liệu có ăn được mà. Quên mất đấy. Là vừa nãy là đang nói dở, chưa nói hết đâu. Là cái điều đặc biệt ở trong cái skill con này là chưa nói hết đâu. Anh em mới chỉ biết được cái điều đặc biệt đầu tiên thôi đúng không? Đấy là cái con này là nó tung trưởng là nó dựa vào đam đúng không? Đấy, 6 lần của đam tay nhưng mà vẫn chưa hết. Cái con này nó tung trưởng ấy là nó còn xuyên BKB. Tức là thằng nào mà có cái áo giáp thiên thần ấy. Đấy, áo choàng vận mệnh là chả có cái xi nhê gì hết. Đấm là vẫn xuyên áo choàng vận mệnh luôn anh em nhá. Vẫn bị stun, vẫn bị mất máu như bình thường. Đấy, nó hay ở cái chỗ này đấy anh em ạ. Đấy rồi, úi dồi, đủ rồi. Thế thôi lên 10 thôi. Lên 10 thôi. Rồi, ok. Ra 31 lên 10. Ok. Thế thì trứng này chắc là đập cho con Grim thôi. Nhé. Yeah. Đập cho Grim luôn. Rồi. Còn một cái thứ ba nữa đấy, cái đặc biệt thứ ba của cái skill này. Anh em biết là gì không?
Đấy là khi mà anh em chơi mà anh em có cái cấp điên ấy, thì anh em cái con này nó đấm này, nó sẽ được hưởng cái hiệu ứng của cấp điên khi mà nó tung skill. Đấy là nó sẽ tính cái skill của con này nó làm một lần crit. Gặp thằng Beat này, úi dồi, anh em nhìn Beat nó đấm nó như con luôn. Anh em nhìn Beat nó đấm như con luôn này, ngộ không à, ngộ không một thì vẫn không ăn thua bạn ơi. không ăn thua bạn ơi. Không ăn thua, ngộ không đấm cho như con luôn. Gấu bố này, úi dồi anh em nhìn chưa. Beat làm gì có cửa, 6 Beat có ngộ không rồi nhá. Đấy, cáo 2 sao rồi nhá. Mà ăn cáo bay xuống cái bị hack xong chết luôn. Bị hack tới tận là 6 giây anh em ạ. 6 giây tỉnh lại thì chết bố rồi. Kinh không? Cao. Đấy, kẹp thêm Saman vào là nó rất mạnh đấy nhá. Kẹp Saman nó chính ra là trận này không còn chơi heo đâu. Kẹp Saman nó ngon hơn nhiều anh em ạ. Hai con Saman đấy là bằng một cái món đồ cam rồi. Bằng một cái món đồ hack mà là ở level 2. Hack là tới 6 giây, rất lâu. Đấy, vớ vẩn lại bay xuống lại đúng vào cái vị trí con co. Đấy, thì là chắc chắn là xác định là nếu mà hack trúng vào con co địch mà nó lại gặp con co của tôi thì nó xác định là đi luôn như là gì nữa. Đúng không? Đấy, Beat sắp đi nơi kìa. Beat còn đi trước cơ. 6 Beat ra ngộ không rồi. Ra cả sai linh ra xin rồi. Mẹ kẹp 3 ra xin 6 Beat mà vẫn còn đi được thì tôi cũng chịu luôn. Đi ra đi ở vị trí top 5 ạ. Thật là thế luôn. Ui thằng này có phải căng này. Ui ui có cả Dust Spirit rồi. Thôi chết rồi. Dust Spirit nó counter vào đỏ anh em ạ. Nó counter vào Warrior, counter vào đỏ. Ôi nhưng mà sau tôi cảm giác như là cái con tút cảo tôi trông nó vẫn coi như là chỉ đấy nhở. ui đấm hết này, đấm hết này. Đấm hết được luôn này anh em này. Ôi chấp cả Dust Spirit đứng ở trong cái bãi thả con Dust Spirit luôn. Đéo xi nhê luôn anh em ạ. Khỏe quá. Mẹ nhiều solo hết với cả bọn Clyde luôn này. Anh em thấy không? Căng không? Ôi anh em nhìn nó khỏe như thế này. Làm thế nào mà có thể là có người chê con này yếu được nhờ. Thánh phòng 12.000 đam nha anh em nhá. Mà anh em nhìn cái bảng đam kìa bên cạnh ấy. Chủ yếu đam đến từ con Tutka. Còn những cái con còn lại nó không gây ra một tí đam nào luôn. Đấy. Có cái con Omen nó gây ra 1.200 đam. Thế thôi. Còn lại những cái con còn lại nó chỉ đứng vai trò là đứng đấy để cho người khác đấm thôi nhá. Mà thực ra là đấm thì nó anh em có thể thấy ra vừa rồi ấy, là những cái con xung quanh ấy nó chết rất nhanh. Nó chết rất nhanh. Chỉ còn có con Tutka là một mình nó solo với cả. Tôi nghĩ là cái trận trước là nó ít nhất nó cũng phải solo với 8 con đến 9 con bài. Đấy mà nó đấm cho. Ôi anh em thấy khỏe chưa. Đấy mà có cả Dust Spirit đấy nhá. Chúng ta là đang đánh là Warrior. Và đỏ là những cái bộ mà rất sợ Dust Spirit counter. Thế mà cái con này anh em thấy không? Khỏe chưa? Rồi đây nhá. Feather kết hợp với Witcher là đã là con Feather là đã lên à, con Fallen nó lên được 3 sao rồi này. Có ăn được thằng này không? Xem có ăn nổi thằng này không anh em nhá. Anh em xem tôi có Tutka ở tôi là con một tiền nó ăn được cái con này không? Một mình con Tutka 1 đô solo với 3 con 3 sao. 3 con 3 sao mà là 3 đô anh em ạ. Anh em nhìn kìa. Đấy nhưng mà cái bọn Feather này tôi đấm bình thường thì tôi đấm trượt nhưng mà tôi tung trưởng thì tôi lại không đánh trượt cơ. Tôi mà tung trưởng thì tôi lại đấm trúng. Vấn đề nó là như thế. Ăn nổi không? Ui rồi ăn được luôn này anh em này, solo chấp cả 3 thằng luôn. Chấp cả 3 thằng luôn. Ui rồi anh em khỏe không? Khỏe chưa? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Ui rồi ăn được luôn này. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, đấm đéo mất máu luôn. Đấm đéo mất máu luôn. Mẹ Fallen Witcher này đấy, còn có Demon rồi đấy, còn đéo ăn thua. Khỏe quá anh em ơi. Ui rồi. Xem hài vẫy cả đái luôn ạ. Đùa thật đấy. Nói chung là tôi nói rồi, chỉ có tôi thôi anh em nhá. Chỉ có tôi và cái kênh đây này thì mới cho anh em những cái giây phút nó được như thế này thôi. Anh em là tôi đối anh em tìm được cái kênh nào khác là như thế này đấy. Vừa chiều như là fan nhá. Đấy lại vừa có như thử nghiệm cho fan đầy đủ, rất có tâm luôn. Anh em thấy sức mạnh chưa? Khỏe vãi đài luôn ạ. Vừa Fallen Witcher full đồ. Thêm cái thằng Feather ấy anh em biết không? Nó là có 5 con 3 sao cơ. Đấy, Taboo Witcher 3 sao này. Còn Whispersia 3 sao này. Wattworkset 3 sao này. Shutdown Crueler 3 sao. Và con Fallen Witcher 3 sao. 5 con 3 sao đấy anh em. Mà anh em trông cả.
trong cái giai đoạn cuối tôi một mình cái con Tuka nó solo với cả ba con ba sao luôn này, anh em biết là thế nào rồi. Mà nó là con ba tiền đấy nhá, ba đô ấy. Đấy, lại gặp thằng Clyde này, tôi Clyde khỏe đấy nhưng mà làm thế nào để giết được cái con Tuka của tôi? Tôi chưa tìm ra câu trả lời cho đối thủ. Ôi rồi, đá Spirit chết rồi bạn ơi. Thế thì làm thế nào mà ăn nổi bạn ơi. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Đủ bộ đấy, đủ bộ đấy, đủ bộ đấy. Lên, ôi, solo với cả Lancer luôn. Solo với cả Lancer, solo với cả Dragon ở lại luôn. Tí nữa cho thử con Lancer 2 sao em. Ôi ôi. Ôi rồi ôi, đấm nhau đi, đấm nhau đi. Nhưng mà tôi nghĩ là kết quả này thì nó vẫn thế thôi. Nó vẫn thế thôi. Khỏe quá anh em ạ. Anh em thì bất ngờ đúng không? Nhưng mà tôi đéo bất ngờ lắm. Tôi biết rồi mà. Tôi biết sức mạnh của con này rồi. Tôi đâu có bất ngờ đâu. Đấy, tôi trận trước tôi đã chơi Warrior rồi. Nhưng mà bởi vì là tôi cũng biết sức mạnh của nó. Nhưng mà tôi muốn là chứng minh cho anh em thấy là nó sức mạnh của nó rõ ràng hơn, nên là tôi kẹp vào cái bộ gót đỏ này để cho anh em thấy là sức mạnh con này nó mạnh hơn đấy, nó rõ ràng hơn, nó rõ, nó dễ thể hiện hơn. Vì là trong cái bộ này thì một mình nó thể hiện thôi, còn trong cái bộ Warrior thì nhiều khi là nó có Celergy các thứ vào thì trận đấu nó kết thúc nhanh, round đầu nó kết thúc nhanh thì nó cũng không thể hiện được nhiều. Nhưng mà trong cái bộ này thì nó lại thể hiện được rất nhiều, anh em có thể thấy rất mạnh. Rồi. Ok chưa? Đồ xin đồ. Đám ma pháp à? Không được rồi, đám ma pháp này đâu có dùng được. Đấy rồi, hút máu trừ giáp anh em nhá. Chắc chắn rồi. Món đồ tiếp theo. Ok. Xong 3 món trấn phái rồi. Tiếp theo tôi nghĩ là sẽ là giáp phản hoặc BKB thôi. Rồi roll tiếp vào. Nào, ok. Đéo ra gì à? Ô, ôi, thật, ui, ui, không, không, ok, đéo rồi là cái gì luôn anh em ạ, phải đấy ạ, ôi kìa, thế là thiên đéo nào, trời ạ, ui, thật chết tôi rồi, chết tôi bán nhầm rồi anh em ơi, tôi phải bán cái con lava đi chứ, tôi lại bán con ách, còn một con nữa là lên được rồi mà. Thằng này Dark Spirit 2 rồi này, thử chết rồi, thế thì hơi căng. Dark Spirit 2 nó đốt đỏ là nhanh lắm. Dark Spirit 2 của chúng tôi vẫn solo, quyền mất lóc lại cái đã. Có cửa ăn được không? Có cửa ăn được không bạn ơi? Có cửa ăn được không? Làm đéo có cửa. Trao đổi chiêu thức, trao đổi chiêu thức. Đấy, ui, tỉ thí võ công à. Đây tôi nghĩ là nó là cũng sẽ giống như là một cái anh em đang xem chuyện tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Dồn đồ cho cả rồng, còn dồn cả chém lát luôn. Càng thật. Rồi luôn tiếp đó. Ôi một con Swordman nữa thôi. Ủa tôi chết rồi. Đéo con slot nữa này. Thôi thế phải hy sinh con lava rồi anh em ạ. Bắt buộc là lava này phải bán nó. Hết slot nữa. Chán thật sự. Hy vọng là con Swordman và con Aquaman nó sẽ lên được 3 sao sớm ấy để tôi giải phóng được cái hàng chờ này. Thực ra vẫn phải ưu tiên cho hai con này bởi vì hai con này nó có đam. Đấy còn những cái con còn lại thì thực ra nó kích hệ thôi là được rồi. Đang có chuỗi anh em ạ. Đéo thằng nào ăn được tôi luôn. Vãi đái thật. Đây này, thằng gót đỏ này, gót đỏ người nước này anh em này. Gót đỏ người nước đâu rồi? Người nước này 2 sao thì làm gì tính tiền. Ui giời. Ôi nhưng mà nó trói được con Tuka của tôi vào rồi kìa. Mà tôi cảm giác nó vẫn không thể ăn được tôi ấy. Bây giờ tầm này không ăn được tôi rồi. Bây giờ là chỉ để cho tôi bắt được thôi. Tôi đấm được một phát thì chào nhé. Vào đây, mày vào đây. Mày vào đây, mày vào đây, mày vào đây. Mày vào đây, ừ, cứng phết nhờ. Sáu đỏ mà, sáu đỏ cứng á. Cứng đấy. Cứng đấy, ui, cứng đấy, cứng đấy. Có giáp phản, ui, nó có giáp phản anh em ơi. Cứng đấy, ui, nó lướt, nó lé được. Ui, trao đổi võ công kinh quá anh em ạ. Mẹ, quả vừa rồi tôi phải nói thật với anh em là y như là trong phong vân luôn. Anh em biết chuyện phong vân không?
Mẹ, trông cái quả vừa rồi trao đổi chiêu thức vãi đài thật. Coi như là nhiếp vân đấu với cả bộ kinh phong. Mẹ, còn tất cả của tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ là, tôi nghĩ là nó sẽ là nhiếp vân rồi. Đấy, nhiếp vân chuẩn. Đấy, vân mây. Đấy, còn người nước của nó thì là gió, đúng rồi, lướt đi lướt lại thì chắc là gió rồi. Đấy, bộ kinh phong quá hợp lý, chính xác. Quả mấy cú tỉ thí phải nói là y phim luôn, y trong phim anh em ạ. Rồi, mà trong phim đấy anh em nói thật với anh em là một cái bộ phim nổi tiếng, chuyện nổi tiếng nói phát anh em, nếu mà anh em không biết ấy thì tôi nghĩ là thôi, tôi nghĩ là tốt nhất là anh em phải công nhận với tôi là anh em đéo có tuổi thơ, nói thế cho nhanh. Cái chuyện phong vân nó quá là gắn bó với tuổi thơ chúng ta từ nhỏ rồi, ai mà không biết đúng không? Ai mà bây giờ mà vẫn còn không biết nhiếp vân, ai mà cái tầm này vẫn còn không biết bộ kinh phong, thế thì vứt hết thế anh em nhá. Đấy, còn nói đến đây thì vẫn có ông coi như là cãi với tôi là không phải là nhiếp vân và cũng không phải là bộ kinh phong, mà nó phải là nhiếp phong với cả bộ kinh vân ấy. Thì anh em biết không, anh em đang xem tôi ở một cái vũ trụ khác, tôi ở cái vũ trụ này của tôi thì nó là nhiếp vân nha anh em nhá. Mạnh quá anh em ạ, quá khó cho đối thủ, không một thằng nào ăn được luôn. Đây rồi. Hay quá, giải tán được hàng chờ. Ok đấy, đồ còn lại dồn như con này đó, xong rồi đấy. Chỉ còn hai thằng anh em ơi, chỉ còn hai thằng thôi, một thằng phe giờ đúng không? Ui, lên nhiều ba sao đấy. Đấy, lên nhiều ba sao nhưng mà để làm gì đâu, lên nhiều ba sao để làm gì đâu, lên nhiều ba sao nhưng vẫn đéo ăn được tôi cơ. Ờ, ôi giời ơi, từ linh xuống hay quá. Ui rồi trông này, thay khá nhiều ba sao đấy, có cũng kẹp được Dark Spirit vào counter gót đỏ rồi, counter đỏ warrior rồi. Ui, đéo tung trưởng luôn này. Ui giời ơi, anh em thấy không, căng chưa? Lại một mình solo lần này với 4 con 3 sao nhá, lần này là solo với 4 con 3 sao anh em ơi, solo với 4 con 3 sao. Solo với 4 con 3 sao anh em ơi. Ôi rồi ôi, 7 máu chắc thằng này vẫn chưa đi được đâu. Con này của tôi nó chỉ là một con 1 tiền thôi mà, đẩy nó có mất nhiều máu, đẩy có 3 máu thôi, đẩy có 3 máu thôi anh em ạ. Con này đẩy có 3 máu thôi. Mỗi lần lọt được có 3 máu, đối thủ lọt 3 máu. Nhưng mà đối thủ phải nói là cực kỳ ức chế luôn, không thể đấm được chết cái con tất cả tôi. Quá mạnh. 11.000 đam anh em ơi. Trời, đúng là coi như là nhiếp vân có khác, khỏe thật sự. Mà cái trưởng này nó, nếu mà ở trong chuyện phong vân thì cái trưởng này nó sẽ phải là cái trưởng ở trong cái chuyện, nó phải tên là gì nhá anh em nhỉ? Nó hợp với cả, nó trùng với cả một cái trưởng gì mà nó giống như thế này nhỉ? Đấy là nhấc tay lên đấm đối thủ lên trời hạ xuống rồi chết luôn ấy. Có trưởng nào như thế không? Ở trong phong vân không? Hay là chúng ta quay lại tiểu thuyết của Kim Dung vậy? Hay là chúng ta tìm một cái trưởng ở trong tiểu thuyết của Kim Dung cho nó phổ biến hơn để cho các anh em dễ theo dõi hơn nhỉ? Hàng Long Thập Bát Kiếm. Phải không? Có phải không? Đấy, lấy cái mảnh linh hồn này rồi tung ra coi như là 18 đúng không? Thập bát là 18 à? 18 cái kiếm vào mặt đối thủ. Chắc là cũng không phải, rồi đấm tay không mà có dùng kiếm đéo đâu. Thế thì nó phải là một cái trưởng mà nó đánh bằng tay nhờ. Cửu âm bảo điện. Chính xác. Chính xác ở đây rồi, chiêu thức cửu âm bảo điện. Đấy, chuyên dùng tay là coi như là vặn cổ đối thủ. Tuy nhiên là vẫn rất có thể là tôi vẫn sai. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em thấy có cái chiêu thức nào mà nó đúng hơn ý, nó hợp lý hơn thì anh em có thể comment về dưới nhá. Đợi comment của anh em. Tầm này mạnh quá anh em ơi. Ui, anh em nhìn này, không thể nào ăn được tôi luôn ý. Rồng là mắc binh rồi đấy, đắt Spirit 2 sao, rồng 3 tia, full đồ rồi gì nữa. Tầm này chắc cũng phải rơi vào tầm 6 đồ cam rồi chứ ít gì nữa đâu. Anh em ơi, thế mà nó vẫn đeo ăn được tôi. Sợ sự. Chả nhẽ lại bộ này nó lại mạnh như sao? Liệu rằng có khi nào nó lại thành chen không nhỉ? Nó lại thành meta không nhỉ? Vớ vẩn, ngày mai lại có ông chơi lại thấy hay, lại cuối cùng lại thành meta thật thì bỏ mẹ. Ảo thật sự luôn đấy. Cộng 9 luôn anh em ạ. Ui dồi ôi. Càng quá anh em ơi. Đùa chứ.
Không ngờ luôn đúng không anh em? Thực ra thì đấy là anh em thôi, chứ tôi thì tôi chả có cái gì tôi bất ngờ cả. Đó là quá là rõ ràng là con này rất mạnh rồi. Tôi toàn là chơi con này mà. Khổ. Con này là, nó là một cái con mà phải nói là con co một tiền là mạnh cực kỳ rồi đấy. Mạnh gần nhất ở trong game. Đấy. Nếu mà chơi về hộ gọi là vật lý thì chắc là mạnh nhất rồi. Trong một tiền rồi. Còn nếu mà chơi hệ gọi là hệ bắn trưởng thì chắc là thua mỗi con Heaven Bomber. Thế thôi. Anh em nhìn này. Ôi chồng kìa. Bất lực quá anh em ơi. Trao đổi chiêu thức thì kết quả vừa thắng thì vẫn luôn là nghiêng về Nhiếp Vân. Chứ còn cái thằng kia thì chắc là dòng này thì chắc là chơi kiểu là hàng long đúng không? Thập bát kiếm đúng không? Đúng rồi. Đây là mới chính là hàng long thập bát kiếm. Còn tôi thì thôi thì tôi vẫn quay lại là vẫn là Nhiếp Vân, vẫn là yêu thích Nhiếp Vân. Ok. Đi rồi kìa, thằng kia đi rồi kìa anh em kìa. Hay không? Đấy, nhưng mà rơi sang cái món đồ đéo dùng được. Anh em ạ, đấm vào cái thằng 6 con 3 sao đi hết luôn. Mà đâu phải chỉ có đấm thằng đấy đâu, tôi đấm tất mà. Trong game này tôi nói thật với anh em là chưa một thằng nào mà tôi không đấm được luôn. Từ thằng gót đỏ người nước này, thằng Beat là cũng đấm được, hai thằng Clay đấm được này, thằng Feather kết hợp Witcher cũng đấm được, đấm hết anh em ạ. Sợ thật sự. Tôi phải nói là sợ thật sự luôn. Đồ này chả ghép được cái gì anh em ạ. Thôi, tạm thời dồn đồ vào cho Aquaman, xong rồi tí nữa đợi ra 4 năm anh em nhá. Trận này tôi nghĩ là sẽ đánh đến ra 4 năm đấy. Mỗi round chỉ đẩy nó 2 máu, 3 máu đấy mà. Cướp đa Spirit, hay quá. Rồi. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Hay quá anh em ơi. Ủa, nhìn kìa. Nó tốt cả một mình, nó tả xung hữu đột phía dưới, nó giết chết hết luôn. Giết chết hết hàng phía dưới anh em ạ. Giết chết hết luôn ấy. Ô, vớ vẩn nó đi luôn ra này không? Vớ vẩn đi luôn ra này không? 8 máu chắc chưa đi ở đâu. Lọt vẫn là một con thôi mà. Hay quá. Đối thủ vẫn chưa chết anh em ạ. Nhưng mà khó có thể sống được với round từ 45. Chắc đi luôn round này rồi. Đi luôn round này. Không sống nổi round này rồi. Thôi. Tôi nghĩ là round này round cuối rồi anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là video này đã quá đủ để thỏa mãn cho anh em rồi. Đấy, xem đồ con rồng này nào. Ui rồi anh em ơi, mẹ nó. Full đồ luôn. Ui thằng này nhiều đồ cam này. Vãi cứ 8 món đồ cam ạ. Một mình con tút ca, một tiền của tôi, một đô của tôi đấy anh em. Mà đấm cái thằng Clay là coi như level 10 rồi, mắc binh rồi. Kẹp Dust Spirit rồi. Counter vào đội hình của tôi rồi. Và nó còn có 8 cái đồ cam mà nó còn đéo ăn được tôi thì úi dồi anh em ơi, con này nó mạnh thật anh em ạ. Úi dồi mạnh quá anh em ơi. Anh em nhìn kìa, nó quay xuống dưới nó vẩy một phát thì chết mẹ hết từ hàng đằng sau rồi kìa. Bây giờ còn một mình con rồng nó sao đấm được đây. Còn đông lắm bạn ơi. Thôi xong rồi. Bây giờ thì một mình cậu solo. Solo thế nào được. Rồi. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Mạnh chưa? Mạnh chưa? Anh em mà thấy cái clip này nó đặc biệt, nó xuất sắc thì anh em nhớ anh em like cho tôi nhá. Trời ơi. Tôi còn phải tự nhận thấy là cái clip nó quá hay luôn. Thật là như thế ạ. Chưa thấy cái clip nào mà thật là sau khi còn mới ốm dậy mà nó mãn nhãn như thế này. Thế anh em nhá, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký để xem các clip cực kỳ hay ho và hấp dẫn của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể xem lại cái tập trước nha anh em nhá. Ấn clip bên trái để xem lại cái tập trước tôi cũng chơi con Tutka này. Tôi dồn đồ cho Tutka nếu mà anh em chưa xem. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái con một tiền khác cũng rất mạnh. Và tôi chơi là bộ gót đỏ kết hợp với con ảo ảnh nha anh em nhá. Cực kỳ hay luôn. Gót ảo ảnh. Hay lắm anh em, tin tôi xem đi nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.